Xin chào các bạn, thưa các bạn là loa để nghe nhạc kết hợp với hát karaoke có hai cái dòng loa mà hầu hết tất cả các bạn chơi audio rất thích thú sưu tầm và sử dụng. Có thể kể đến như là loa Bose và loa B&B. Dòng loa Bose thì có hai cái series đầu 3 và đầu 4 khá phổ biến mà bạn nào cũng thích chơi. Phổ biến nhất có thể nói là Bose 301 hoặc là 402. Và cái kích thước của những cái dòng loa này nó khá là nhỏ giống nhau về mặt tỷ lệ. Và những cái đôi loa này khi mà ở trong các không gian lớn mà kết hợp giữa nghe nhạc với karaoke thì các bạn hay treo nó ở trên các cái góc nhà hoặc là treo lên cao. Thế nhưng mà khi các bạn nghe nhạc thì nó gặp khó khăn, nó không được hay lắm. Nhưng mà những cái đôi loa này khi kết hợp hay với những cái ampli của Mỹ, ampli của Nhật hoặc là những cái ampli của Hàn Quốc chuyên hát karaoke thì có thể nghe nhạc được lại cũng rất là tốt. Thế thì trong trường hợp nghe nhạc thì các bạn cần kê trên những cái kệ, kê những cái giá đỡ để phù hợp với cái không gian ngồi nghe nhạc của các bạn. Thế thì chúng tôi muốn mượn những các cái đôi loa đang có ở trên cái video này để giới thiệu và chia sẻ với các bạn. Các bạn nếu như có những cái dòng loa để nghe nhạc và hát karaoke như này, các bạn hãy mua những cái kệ hoặc là 50 phân, 60 phân, 70 phân hoặc 80 phân đều có thể kê được những các cái đôi loa này lên một cách rất là đẹp, rất là chắc chắn, phù hợp với không gian các bạn cơ cấu trong phòng nghe, hoặc là các bạn ngồi thảm, hoặc là các bạn ngồi ghế sofa, hay là các bạn ngồi ghế cao, thì các bạn hãy chọn cho tôi những cái loại kệ kích thước từ 60 đến 80 là có thể vừa được với những dòng này. Bose 402, Bose 301 series 4, 301 series 2, 301 series 3, 301 series 4, 301 series 5, hoặc 4.2. Là 4.2, hoặc là BMB 250, 350, 450 đều có thể sử dụng cho cái hệ kệ này. Khang Audio xin giới thiệu với các bạn và Khang Audio bán cái kệ này theo phương thức COD, nhận hàng rồi thanh toán tiền. Chúng tôi đóng gói và bao kiện gửi đến tận tay cho các bạn. Giá của những cái chiếc kệ được chúng tôi bán rất là cạnh tranh. Với loại kệ 50cm chúng tôi bán là 950.000, 60cm chúng tôi bán là 1.050.000, 80cm là 1.250.000, 90cm là 1.300.000. Các bạn chỉ cần comment gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi để trên video, hoặc là các bạn comment xuống dưới bài viết, hoặc là các bạn gọi điện cho chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn để giao hàng cho các bạn. Hy vọng đây là những cái kệ rất là phù hợp với những cái dòng loa mà các bạn đang có trong gia đình, và nó sẽ tạo cho các bạn có một không gian rất là đẹp. Một lần nữa, Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.